chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 5, ôn tập phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100, tiết 2, trang 23. Chúng mình cùng nhau làm bài tập nào. Bài tập số 1. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Các em hãy quan sát các ý A, B, C, D là các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100. Và ở đây là các phép tính được đặt tính và tính theo cột dọc. Vậy các em hãy quan sát và tính nhẩm xem phép tính đó đã thực hiện đặt tính và tính đúng chưa. Nếu phép tính nào đã đặt tính và tính đúng thì chúng mình điền chữ đờ vào ô trống bên cạnh. Phép tính nào mà đặt tính sai thì chúng ta điền chữ sờ vào bên cạnh mà không cần phải thực hiện tính nhẩm lại nữa. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở ý A, phép tính 53 cộng 5 bằng 58. Chúng mình kiểm tra bước thứ nhất là đặt tính đúng. Bước thứ hai, thực hiện tính như sau. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. Hạ 5, viết 5. Đây là phép tính đúng. Chúng mình điền chữ đờ vào ô trống. Ý B, phép tính 84 trừ 3 bằng 54. Chúng mình kiểm tra bước thứ nhất là đặt tính chưa đúng. Vì ở đây số 3 là số có một chữ số, chúng mình phải đặt thẳng với chữ số ở hàng đơn vị của số ở trên. Vậy phép tính này đặt tính sai, tức là phép tính sai, chúng mình điền chữ sờ vào ô trống. Ý C, phép tính 45 cộng 32 bằng 77. Chúng mình kiểm tra bước thứ nhất đặt tính đúng. Bước thứ hai, thực hiện tính 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. Vậy, ở phép tính này, đặt tính đúng, tính đúng. Chúng mình điền chữ đờ vào ô trống bên cạnh. Phép tính cuối cùng đó là 98 trừ 67 bằng 31. Bước thứ nhất, chúng mình thấy đặt tính đúng. Bước thứ hai, thực hiện tính 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 9 trừ 6 bằng 3, viết 3. 98 trừ 67 bằng 31. Đây là phép tính đúng. Chúng mình điền chữ đờ vào ô trống. Như vậy, qua bài tập số 1 giúp chúng mình cách củng cố lại tính cộng, tính trừ trong phạm vi 100, củng cố cho chúng ta cách quan sát và nhận xét tính nhẩm, xem phép tính đúng hay sai để chúng mình lựa chọn đúng sai để điền vào ô trống. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Tính. Ở bài tập này cũng giúp chúng mình sẽ củng cố về cộng trừ trong phạm vi 100. Nhưng ở đây chúng mình phải thực hiện tính nhẩm theo hàng ngang. Chúng mình hãy bấm dừng hình để làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Ở phép tính ý A, 50 cộng 8, chúng mình tính được 50 cộng 8 bằng 58. 35 trừ 5, chúng mình nhẩm 5 trừ 5 bằng 0. Hạ 3, 30. Như vậy chúng mình tính được kết quả 35 trừ 5 bằng 30. Phép tính tiếp theo, 4 cộng 70, chúng mình thực hiện tính 4 cộng 70 bằng 74. Tiếp tục chúng mình thực hiện phép tính ở ý B, 27 cộng 40, 27 cộng 40 bằng 67. 86 trừ 30, 86 trừ 30 chúng mình thực hiện được kết quả là bằng 56. Phép tính tiếp theo, 73 trừ 23, chúng mình thực hiện bằng 50.
Như vậy qua bài tập 2, củng cố cho chúng ta cách tính cộng trừ trong phạm vi 100 không nhớ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: tô màu đỏ vào những ô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40, màu xanh vào những ô tô ghi phép tính có kết quả lớn hơn 70. Vậy các em hãy quan sát, đây là những chiếc ô tô, trên những chiếc ô tô có ghi phép tính. Vậy để chúng ta biết được phép tính nào có kết quả bé hơn 40 và phép tính nào có kết quả lớn hơn 70 thì chúng ta phải thực hiện tính nhầm kết quả của các phép tính ghi ở trên ô tô. Sau đó chúng mình mới tô màu theo yêu cầu được các em nhé. Trước tiên chúng mình cùng nhau thực hiện tính 70 cộng 9. 70 cộng 9 bằng 79. Chúng ta có thể viết số nhỏ ở phía dưới để chúng ta biết. Phép tính thứ hai, 43 cộng 3. Chúng ta thực hiện 43 cộng 3 bằng 46. 90 trừ 6. 90 trừ 6 bằng 30. 36 cộng 2. 36 cộng 2 bằng 38. 100 trừ 60. 100 trừ 60 bằng 40. 84 trừ 4. 84 trừ 4 bằng 80. Vậy chúng mình đã thực hiện tính nhầm kết quả các phép tính ghi ở trên ô tô rồi. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện yêu cầu tô màu đỏ vào những ô tô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40. Vậy chúng mình cùng kiểm tra kết quả của các phép tính nhé. 79 lớn hơn 40 không phù hợp. 46 cũng lớn hơn 40. 30 bé hơn 40. 38 bé hơn 40. 40 bằng 40. 80 lớn hơn 40. Như vậy, phép tính có kết quả bé hơn 40 đó là chiếc ô tô mang phép tính 36 cộng 2 bằng 38. Chúng ta tô màu đỏ. Ô tô mang phép tính 90 trừ 30 bằng 90 trừ 60 bằng 30 cũng có kết quả bé hơn 40. Chúng mình tô màu đỏ vào chiếc ô tô. Như vậy chúng mình đã thực hiện yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, tô màu xanh vào những ô tô ghi phép tính có kết quả lớn hơn 70. Chúng mình cùng nhau kiểm tra nhé. Phép tính 70 cộng 9 bằng 79 lớn hơn 70. Chúng mình tô màu xanh. Phép tính 43 cộng 3 bằng 46 bé hơn 70 không phù hợp. Phép tính 100 trừ 60 bằng 40. 40 bé hơn 70 cũng không phù hợp với yêu cầu. Phép tính tiếp theo, 84 trừ 4 bằng 80. Số 80 lớn hơn 70. Đây là phép tính có kết quả lớn hơn 70. Chúng mình tô màu xanh. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Bài tập số 3 cũng giúp chúng ta củng cố về cách tính cộng trừ trong phạm vi 100. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau: viết chữ số thích hợp vào ô trống. Các em hãy quan sát ý A, ý B, ý C và ý D là các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100. Và đây là phép tính được đặt tính theo cột dọc. Vậy trong các phép tính này còn thiếu số có thể là hàng đơn vị, có thể là hàng chục. Vậy các em hãy tìm số thích hợp để điền vào ô trống cho được phép tính có kết quả đúng nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình chữa bài nhé. Ý A, ở đây số 5 cộng với số nào bằng số 8? À, số 5 cộng với 3 thì bằng 8 đấy. Vậy 4 cộng 3 bằng mấy? 4 cộng 3 bằng 7. Chúng mình điền số 7. Vậy 45 cộng 33 bằng 78. Phép tính ý B, 9 trừ 7 bằng mấy? 9 trừ 7 bằng 2.
Chúng ta viết 2. Mấy trừ 2 bằng 5? 7 trừ 2 bằng 5. Vậy 79 trừ 27 bằng 52. Phép tính IC, 6 cộng mấy bằng 9? 6 cộng 3 bằng 9. Mấy cộng 4 bằng 7? 3 cộng 4 bằng 7. Vậy 36 cộng 43 bằng 79. Ý D, số nào trừ đi 5 bằng 1? Vậy 6 trừ 5 bằng 1, chúng mình điền số 6. 8 trừ mấy bằng 4? 8 trừ 4 bằng 4. Vậy 86 trừ 45 bằng 41. Như vậy bài tập số 4, chúng mình đã điền được số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 là một bài toán có lời văn. Các em nghe cô đọc bài toán nhé. Nam có 37 viên bi màu xanh và màu đỏ. Trong đó có 13 viên bi màu xanh. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Vậy các em cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết Nam có 37 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bài toán còn cho chúng ta biết gì nữa nào? Bài toán cho chúng ta biết thêm là trong đó có 13 viên bi màu xanh. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Vậy để biết Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ, chúng ta làm như thế nào? Các em ạ, muốn biết bạn Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ thì chúng ta sẽ lấy tổng số viên bi của màu xanh và màu đỏ trừ đi số viên bi màu xanh thì sẽ ra số viên bi màu đỏ đấy. Khi trình bày câu lời giải, các em bỏ chữ hỏi và chữ bao nhiêu, dấu hỏi chấm. Chúng mình bắt đầu viết câu lời giải từ sau chữ hỏi và đến chữ bao nhiêu, chúng mình thay bằng chữ số và cuối cùng chúng mình ghi chữ là 2 chấm nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán nào. Cô mời các em hãy quay trở lại màn hình, chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ trình bày câu lời giải, đó là Nam có số viên bi màu đỏ là. Khi trình bày lời giải, các em cách vào một ô so với lẻ vợ nhé. Tiếp tục, dòng thứ hai là phép tính, chúng mình cách hai ô. 37 trừ 13 bằng 24. Mở ngoặc, chúng mình ghi đơn vị là viên bi, đóng ngoặc. Tiếp tục dòng thứ ba, chúng mình ghi đáp số thẳng dấu bằng 2 chấm 24 viên bi. Ở dưới đáp số chúng mình không có mở ngoặc đóng ngoặc nữa. Như vậy chúng mình đã giải xong bài tập số 5 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like, đăng ký kênh, comment để nêu ý kiến của bạn.